Hello, mến chào quý cô chú anh chị và tất cả các bạn đam mê đồng hồ trên mọi miền Tổ quốc nha. Lời đầu tiên cho mình gửi lời chúc sức khỏe tất cả các bạn nha. Chúc tất cả các bạn một ngày mới an lành, vui khỏe và thành công. Thì hôm nay mình có về được một ít đồng hồ chính hãng Rolex Omega Longines, rất là nhiều thương hiệu ha, Hublot, Patek Philippe, Breitling và rất là nhiều những dòng đồng hồ cổ quý cô chú anh chị nha. Đồng hồ cổ cũng rất là nhiều. Ở đây có những chiếc là full hộp luôn. Có những chiếc full hộp như chiếc Omega này ha. Omega này dành cho nữ là full hộp nè, đó. Hoặc là chiếc Rolex 116231 nè, vi tính hồng quý cô chú anh chị ha. Con này là full hộp sổ thẻ tác 2017, mát đời 11 quý cô chú anh chị nha. Hoặc là con này. Con này là size 31 nha, boy size, vàng khối 3 màu phúc lộc thọ, rất là đẹp, cũng còn sổ thẻ luôn. Đó, hiện tại thì con cứ gì xem nè, sổ thẻ quá trời nè của con 116231 nè. Đó, đây thẻ của Omega này chưa xài nè quý cô chú anh chị nha, thẻ của Omega này chưa xài nè. Nó rất là nhiều những thẻ ở đây, thẻ của con 126234 nè, 126233 nè, thẻ của những con Omega mặt xoàng nè, đó thẻ của Rolex 68279 nè, là rất ba màu nè, thẻ của 126231 là con này đờ mi hồng rồi quý cô chú anh chị nha, rất là nhiều thẻ. Hôm nay mình cũng sẽ lần lượt giới thiệu đến quý cô chú anh chị và các bạn ha. Ở đây có thêm một em Cho Ba nữ nữa nè quý cô chú anh chị ha. Chị đẹp hôm nay có rất là nhiều những hàng dành cho chị đẹp ha. Hai chiếc vòng kim cương thiên nhiên, đến full kim cương luôn quý cô chú anh chị, rất đẹp nè, đó đẳng cấp chưa. Mỗi chiếc chỉ lên quanh 100 triệu thôi. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu từ đến quý cô chú anh chị ha. Đặc biệt có những dòng đồng hồ xưa nè, cũng full hộp luôn, con này còn hộp sổ cũng rất là đáng chơi quý cô chú anh chị nha. Đó, con này nè, đó rất là đáng chơi, còn hộp sổ luôn. Thì lên cái clip đầu tiên ngày hôm nay thì cũng giới thiệu đến quý cô chú anh chị và tất cả các bạn. Ở đây mình giới thiệu một em Omega đờ viên nha. Con này size rất là to, con này size tới 36 quý cô chú anh chị, rất là hiếm thấy, đáy đúc nè, dòng đờ viên đáy đúc ha, size 36 luôn nè, cũng không phải là dễ tìm đâu nha quý cô chú anh chị nha. Số điện thoại của mình thì trên màn hình quý cô chú anh chị ha, số điện thoại của mình thì trên màn hình. Địa chỉ nhà riêng của mình 96/24 Thạch Lam, Phú Thạnh, Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Mọi thắc mắc thì hoặc là mua bán trao đổi cứ liên hệ vào cái địa chỉ nhà riêng của mình ha, mình mua bán tại nhà. Chiếc này vàng đúc 18K nguyên khối, khóa này cũng zin luôn quý cô chú anh chị nha, dây khóa cũng zin luôn, full hộp giấy tờ, khóa này khóa lắc kê thôi quý cô chú anh chị nha, khóa lắc kê thôi. Con này size 36 vàng đúc 18K nguyên khối, rất là nặng vàng, đẳng cấp cực kỳ luôn ha. Con này sản xuất thập niên 70 nha quý cô chú anh chị nha, kính mica, được cái nó là size to 36 nên cho nên là quý cô chú anh chị các bạn nào yêu vintage mà thích tay to mà thích vintage thì con này cũng đừng nên bỏ qua nè, giá rất là mềm ở thời điểm hiện tại luôn. Con này mình giao luôn với quý cô chú anh chị các bạn với giá chỉ có 52 triệu thôi nha. Hồi xưa con này giá anh bán cũng rất là cao tới 55 triệu. Hôm nay mình giao luôn em này với giá là 52 triệu ha quý cô chú anh chị ha. Omega Seamaster Đờ Vin, con này dòng Đờ Vin nha. Đó. Sang thập kỷ thập niên 70 thì dòng Seamaster Đờ Vin nó chia thành hai dòng, Đờ Vin và Seamaster là hai dòng riêng biệt ha. Con này đáng sưu tầm rất là ok vì nó còn riêng nguyên bản như thế này nha. Đó. Còn sổ của nó luôn. Đây quý cô chú anh chị nha, vàng đúc 18K. 52 triệu cho em siêu phẩm đây nha quý cô chú anh chị nha. Mình quay cho quý cô chú anh chị xem cận cảnh lần nữa nha. Đây. Rất là đẹp nè. Đẳng cấp luôn ha. Đây. Con này anh khách hồi đó anh mua mình nói chung là giá cũng hơi cao lên tí. Anh đem về nhà anh chưa đeo luôn quý cô chú anh chị, anh để chân sưu tầm không à. Qua đây mình trừ anh 10%, thế là anh nói trời ơi tôi mua tôi để dành không à. Thật sự anh để dành thiệt, anh này thiệt tình lắm quý cô chú anh chị, giao lưu với ảnh nhiều khi cũng vui lắm, rất là thiệt tình. Rồi thì đó là con, đó là duyên nguyên bản quý cô chú anh chị nha. Ở đây tiếp tục có một em nữa, em này mình bán rất là mềm thì hiện tại luôn quý cô chú anh chị nha. Ở đây mình có một em Omega Seamaster Đờ Vin vàng đúc 18K nguyên khối, con này size 34 nha quý cô chú anh chị, size của nó là size 34 nha. Để mình sẽ mở quý cô chú anh chị xem nha, đáy ngựa biển nè, size 34 đáy ngựa biển nè. Sản xuất thập niên 60 nha, dòng cổ. Đây, quý cô chú anh chị các bạn xem nha. Đó, đẳng cấp chưa? 0750 bảo đảm rất là nặng vàng nha, con này rất là nặng vàng. Máy sáng bóng soi gương luôn, ron vàng zin luôn, đẳng cấp ha. Đó, size 34 nha quý cô chú anh chị nha. Con này là dòng mở đáy.
Có nhiều bác không thích mở đáy thì chơi con này rất là ok, mặt đệm lụa. Con này duy nguyên bản chưa dây khóa, cái mặt số này là vẽ lại rồi quý chú chị nha. Mặt số này sẽ ba rồi. Riêng mình thì cái vấn đề buôn bán thì cái nào có sao nói vậy nha. Nhiều khi cô quý cô chú chị và các bạn đỡ phải bỡ ngỡ ha, hoặc nhiều khi là đỡ phải lăn tăn về sau. Tất cả hàng bán ra mình đều bao cái đầu tất cả nha, từ 10 đến 20% cho tùy theo sản phẩm, rồi bảo hành từ 3 tháng tới 3 năm tùy theo thời gian sử dụng quý cô chú chị nha, tùy theo sản phẩm luôn. Tùy theo cái mặt hàng, tùy theo cái dòng đời. Những dòng đời này mình bảo hành mười mấy một năm nè quý cô chú chị nha, đồ cổ. Dòng khác thì bảo hành cao hơn. Chiếc này mình giao lưu quý cô chú chị các bạn với giá chỉ có 32 triệu nha, siêu rẻ cho em Omega thế này. 32 triệu thời điểm hiện tại này, không mua thì mua em nào quý cô chú anh chị. Hồi xưa mà rớt cho con này mà có giá dưới 40 được. Omega C-Master đờ viên vàng đúc 18 cao nguyên khối đó, ba kim một lịch mà chỉ có 32 triệu nè, tin được chưa đó. Ở đây mình có rất là nhiều sản phẩm cổ để sale nha, thì hôm nay mình sẽ sale từ từ, cũng rất nhiều sản phẩm quý cô chú anh chị, không biết sale được hết hôm nay nay luôn. Rolex còn nhiều lắm, cổ cũng nhiều nữa, không biết có sale nổi hay không. Thì từ từng 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 dòng bắt đầu mình bán ha. Em tiếp theo mình sẽ lên quý cô chú là một em Omega Sea Master. Con này size 37, dòng sóng biển quý cô chú anh chị nha, 37 kính sapphire. Con này thì chống nước ok nha, con này núm cổ chai nè. Còn độ chống nước cũng rất là ok, núm cổ chai nha quý cô chú anh chị nha. Còn rất là ok, đáy sóng luôn nha. Omega Sea Master toàn thân là inox. Kính sapphire rất là đẹp ha. Dây thì đủ khoảng chừng cỡ 70 kg đeo thôi quý cô chú anh chị nha, 70 kg đổ lại thôi, chứ còn lớn hơn thì dây này mình không có hết rồi, còn như đó dây thôi đó. Ở đây về là một cái logo vàng ở trên đầu dây thế này luôn nha đó, size 37 kính sapphire. Thì chiếc này mình giao lưu với quý cô chú anh chị và các bạn với giá chỉ có 16 triệu thôi nha, 16 triệu. Omega này ra giá rất mềm quý cô chú anh chị, một em Omega Sea Master sóng biển mà có 16 triệu luôn, đấy sóng trên sóng dưới luôn nè. 16 triệu dòng này chống nước được nha, kính sapphire đó. Mình nghĩ là các bạn không nên bỏ qua em này ha, bỏ qua em này rất đáng tiếc nè đó, thấy chưa, rất đáng tiếc nha. 16 triệu. Tiếp theo hôm nay nữa mình sẽ giới thiệu đến quý cô chú anh chị và tất cả các bạn một em cũng đặc biệt không kém, nói chung cũng rất là hiếm ở thì hiện tại nè, một em IWC size 35 vàng đúc 18 cao nguyên khối, tay rùa rất đẹp quý cô chú chị đó, nhìn tay nè đó, nhìn cặp tay nè quý cô chú chị xem nè, đã chưa, đẳng cấp ha, núm zin có cá luôn nha quý cô chú anh chị nha, đây nè núm zin có cá luôn nha đó, đẳng cấp cực kỳ luôn, zin nguyên bản nha quý cô chú anh chị nha, zin nguyên bản nha đó, đẳng cấp chưa. Đây dòm lớn quá thì hình nó bị nhòe. Đây đẳng cấp ha, IWC ba kim một lịch, dòng này là cực kỳ đẳng cấp rồi, vàng đúc 18 cao nguyên khối. Con này mình giao lưu quý cô chú anh chị các bạn với giá chỉ có 32 triệu nha quý cô chú anh chị nha, 32 triệu cho IWC này. Giá này rất là mềm, là giá quay đầu là quý cô chú anh chị. Thì giá này chắc cái chú quay đầu mình chắc có thể là cũng coi, chú hay theo dõi mình lắm. 32 triệu là chú ngồi chú cười không, nó quay đầu tôi vậy nó bán 32 triệu nè. Giá quay đầu cộng chút xíu tiền xăng thôi quý cô chú anh chị nha. Mình quay đầu 31 triệu 500 rồi, thì mình căn chỉnh kia nữa thì mình bán 32 triệu rất là hợp lý nha. Con này xưa mình bán tới 35 triệu quý cô chú chị nha, 10% còn 31 triệu 500 đó, mình về căn chỉnh lại thì mình bán 32 triệu thì quá trời hợp lý rồi đó. Đây nha quý cô chú chị nha, duyên nguyên bản chiều dây khóa nha, khóa linh kiện nè đó, còn lại là duyên nguyên bản. Tiếp tục giới thiệu đến quý cô chú chị một cái siêu phẩm cổ nữa cũng rất là đặc biệt. Ngày hôm nay giới thiệu quý vị một em Intech Namatic 3003 size 35 vàng đúc 18K nguyên khối ha. Con này chắc chính xác size khoảng chừng 34 năm thưa quý vị anh chị, mặt hoa văn siêu đẹp luôn nha, zin nguyên bản luôn, con này là khóa zin luôn nè, khóa zin lắc kê, con này là vàng đúc 18K nguyên khối, núm núm còn 5 chấm luôn quý vị anh chị nha, núm zin luôn. Quý vị anh chị xem nè, đẳng cấp không đó, rất là đẹp ha. Đây đẹp không có điểm chê luôn quý cô chú anh chị, không có điểm chê luôn nha. Đẳng cấp cực kỳ ha. Con này mình giao lưu quý cô chú anh chị và các bạn với giá 35 triệu nha, 35 triệu cho Intech Na này rất là hiếm gặp ở thời điểm hiện tại quý cô chú anh chị nha.
dù gì đồ xưa nó vẫn còn cái dòng đẳng cấp riêng nha quý cô chú chị nha, dù gì cũng đẳng cấp chứ không phải là chứ không phải giỡn đâu. À, 35 triệu cho em in Việt Nam Matic này, rất rất là đẳng cấp và đẹp ha. Con này còn khóa zin nha, khóa zin luôn nha. À, đây 35 triệu nha quý cô chú anh chị nha. Đó, 35 triệu cho em này. Thì tiếp tục ngày hôm nay giới thiệu đến quý cô chú anh chị và các bạn một em Omega Seamaster. Con này vàng đúc 14k nguyên khối, dây khóa thay mới rồi. Duy nguyên bản mà dây khóa thay mới rồi nha. Con này mình giao lưu với quý cô chú anh chị và các bạn với giá chỉ có 20 triệu thôi nha. 20 triệu cho em này. Rất là đẳng cấp nha. Đó, 20 triệu. Đây. 20 triệu cho em Omega Seamaster nha. Đây. Rồi bắt đầu mình qua một dòng lớn xíu nha quý cô chú chị nha. Dòng cổ nãy giờ cũng mấy em rồi. Ở đây hôm nay mình tiếp tục giới thiệu đến quý cô chú anh chị có một em nữa. Giá tầm trung. Một em Bomber mặt xay. À. Con này size của nó là size 42 nha, kính sapphire, lộ đáy. Đó, zin nguyên bản luôn quý cô chú anh chị nha. Cái này là zin nguyên bản luôn nè. Đó, khóa zin luôn. Size 42, 3 kim một lịch. Rất là đơn giản, mặt xanh rất đẹp, xanh là xanh xanh mực nha quý cô chú anh chị nha. Màu xanh là xanh mực. Rồi em này mình giao lưu với giá là 14 triệu nha quý cô chú anh chị nha. 14 triệu cho em bua mặt xay này. Automatic. À, rất là đẹp, đẳng cấp ha. 14 triệu nha. Đơn giản, đẳng cấp và thanh lịch nha. Dù như những bạn nào làm văn phòng thì con này là cực kỳ ok luôn ha. Đó. Hôm nay mình giới thiệu tí cho mấy bạn nữ đi ha. Để tiếp tục qua những dòng đồng hồ nam. Ở đây mình có một cái hai cái lắc tay. À, hai cái lắc tay này đính full kim cương thiên nhiên nha. À, từ 4 ly tới 4 ly rưỡi nè, full kim cương thiên nhiên luôn. Đó. Ở dưới này là tấm 1 ly 8, 2 ly, 2 ly 2, 2 ly rưỡi đều có hết nha. Rồi, chiếc này nặng 6 chỉ 3 vàng 18k nha. Đó, đính full kim cương thiên nhiên. Ở trên này là 4 ly tới 4 ly rưỡi quý cô chú anh chị nha. À, rất là đẹp nè, trắng sạch luôn nè, long lanh luôn nha. Chiếc này mình giao lưu với giá là 100 triệu nha quý cô chú anh chị nha, 100 triệu cho chiếc này. Rất là đẹp và đẳng cấp ha. Chiếc thứ hai, chiếc này nặng tới 8 chỉ 4 nha, 8 chỉ 4 quý cô chú anh chị nha. À, đến 5 viên kim cương thiên nhiên cũng từ 4 ly tới 4 ly rưỡi nè, 5 viên chủ nè. Ở dưới là từ 2 ly tới 2 ly rưỡi luôn, quá trời luôn quý cô chú anh chị nha. Có cả 2 ly 7 luôn, rất là đẹp, rất là nặng nè. Đó, đi tay là 50, 55 luôn. Rất là đẹp ha. Đó, thích hợp cho quý cô chú anh chị nào, các bạn nào dưới 60 kg đeo rất là ok ha. Đó, chiếc này là cỡ 65 kg được nè. Chiếc này 60 kg đô lại thôi nè. Đó. Thì chiếc này mình giao lưu với giá là 115 triệu ha quý chú anh chị ha. Chiếc này mình giao lưu với giá là 105 triệu nha. À, chiếc 115 triệu, chiếc 105 triệu. Siêu long lanh lung linh luôn. À, rất là đẹp ha. Đẳng cấp cực kỳ nha. Đó. À, quý anh nào mua tặng cho mẹ, tặng cho bà xã, tặng cho bạn gái, tặng cho em, tặng cho chị cũng rất là ok ha. Đó, đẳng cấp chưa? Đẹp cực kỳ luôn. Đó. 105 triệu cho chiếc này nha. Chiếc này 115 triệu. Đó, rất là đẹp và đẳng cấp. Đây. Mình còn hai chiếc nha. Ở đây mình có một chiếc đồng hồ nữ nữa, Choba, vàng đúc 18k nguyên khối. Con này zin bản, con này còn hộp nha. À, niền xoàng thiên nhiên 2 ly 2 zin luôn. Đó, mặt số xoàng rất là đẹp nè. Đó. Trọng lượng con này cũng rất là nặng vàng quý cô chú anh chị, nặng lắm. Để mình coi luôn nha. Đây. Một lượng mốt rưỡi quý cô chú anh chị nha, một lượng mốt rưỡi nên xoàng kim cương thiên nhiên nữa. Mình giao lưu em này với giá là 88 triệu nha quý cô chú anh chị nha. 88 triệu cho em Choba này, đẳng cấp cực kỳ ha. Đó, chị đẹp là đeo con này thì ok thôi rồi luôn. Đó. Siêu đẹp đẳng cấp nha. Đây, 88 triệu ha quý cô chú anh chị nha. Cái này nó cũng đính viên xoàng kim cương ngay đầu dây luôn nè. Đó, thấy không, một viên xoàng kim cương luôn, toàn bộ kim cương thiên nhiên nha. Đó, 88 triệu. Ở đây mình có em Rolex. Hồi nãy mình cũng có nói sơ qua rồi. Em Rolex này là còn cái giấy khai sinh nữa luôn. Đó, em ba màu Phúc Lộc Thọ 68279 ha quý cô chú anh chị nha.
6, 8, 2, 3, 9, 7, 9, 3 màu. Vàng đúc 18 cao nguyên khối nha. Tất cả đều là vàng khối hết nha quý cô chú anh chị nha. Mặt số sàn này tất cả đều là vàng khối. Vàng vàng, vàng trắng và vàng hồng. Đó. Nói thẳng là có tới vàng xanh nữa. Này, có một đường chỉ xanh nữa quý cô chú anh chị nha. Đó. Rất là đẹp ha. Đây là ba màu ở dưới nè. Xanh nè, đỏ, hồng nè, trắng nè. Ở trên nè, trắng nè, vàng nè, hồng nè. Đó quý cô chú anh chị xem ha. Rất là đẹp. Size 31 boy size nha. Cái con này trường boy size rất là ưa chuộng trên thị trường. Đó, vàng khối rất đẹp ha quý cô chú anh chị nha, xem nè, đẳng cấp chưa? Đẹp tuyệt vời luôn ha quý cô chú anh chị ha. Đẹp tuyệt vời luôn. Rồi chiếc này mình giao lưu với quý cô chú anh chị các bạn với giá 250 triệu nha. Giá rất rẻ thời điểm hiện tại luôn. Hồi xưa con này mình bán giá cũng rất là cao. Rồi, hiện tại có con này mình mua nhập về giá tốt, mình bán giá tốt lại nha. 250 triệu cho em Rolex 3 màu này. Bao size Phúc Lộc Thọ nha. Đó, 3 màu. Con này là nữ đeo rất là đẹp quý cô chú anh chị nha. Nữ đeo là không có điểm chê luôn. Đó. Đẹp, đẳng cấp, mới cũng còn rất là cao. Đây. Mặt số xoàng nữa. Đó. 250 triệu cho em này nha quý cô chú anh chị nha. Đó, thẻ khai sinh của nó còn nguyên luôn đây nè. Đây, thì mình sẽ mở lên quý cô chú anh chị xem nha. Đó. Thẻ nó nè. 68279. Đây. 1989 ha quý chú chị nha. Đó. Đây. Mua tại đó. Tam Quách Khâu. Ở đây đâu mình không biết luôn. À, đây. Đó. Thì nữ thì hiện tại mình còn em Rolex này và một em Omega này full hộp sổ thẻ quý chú chị nha. À, clip trước mình cũng đã giới thiệu rồi, vàng hồng full hộp sổ thẻ, còn hóa đơn mua luôn 400 mấy chục triệu luôn. Vàng hồng nguyên khối ha quý chú chị nha. Còn tác luôn, còn bảo hành luôn. Mua 2022. Thì chiếc này hôm nay mình giao lưu quý chú chị và với các bạn với giá là 268 triệu nha. Vàng hồng nguyên khối mặt xà cừ. Vàng hồng nguyên khối mặt xà cừ mà còn thêm được cái nữa nè. Đó, kim cương thiên nhiên zin hãng luôn. Đó, full hộp sổ thẻ luôn. Tiết kiệm được với tới 200 triệu so với khi người ta mua ha quý chú chị nha. Khi mua người ta mua tới 400 mấy rồi quý chú chị nha. 400 mấy rồi. Hôm nay em giao lưu chỉ có 268 triệu cho em Omega này thôi. Vô cùng đẳng cấp luôn nha. À, vô cùng đẳng cấp ha. 268 triệu Omega vàng hồng nguyên khối. Niền xoàn, mặt số xà cừ. Xà cừ xoàn. À, size 345 nha. Size cũng rất thích hợp cho nữ đeo nè. Đẳng cấp cực kỳ luôn. À, bạn nữ nó tay tròn tròn cái đeo rất là đẹp nha. Quý cô chú anh chị nha. Tròn tròn đeo rất là đẹp. Rồi hôm nay mình giới thiệu đến quý cô chú anh chị các bạn một em Berlin. Một em Berlin rất là đẹp nha quý chú chị ha. Một em Berlin đẳng cấp chưa, size 42 đờ mi nha, đờ mi size máy B13 siêu đẹp luôn, duyên nguyên bản luôn quý cô chú chị nha, duyên nguyên bản luôn nè. À, con này chỉ còn mỗi đồng hồ Chronograph. À, con này Chronograph 5 kim một lịch, dòng rất hiếm nha quý cô chú chị nha, lên tay rất là đẹp. Chiếc này mình giao lưu quý cô chú chị các bạn với giá là 68 triệu nha, giá siêu em luôn nha. 68 triệu em Berlin, dòng dành cho phi công đặc biệt nổi tiếng từ xưa đến giờ rồi nha. À, đẳng cấp nha. Đây. Đặc trưng của dòng phi công nha quý cô chú chị nha. 68 triệu cho em này. Berlin The Mi quý cô chú chị nha, The Mi vàng. Siêu đẹp nha. À, đẹp và đẳng cấp. Hôm nay mình về rất là nhiều hàng Rolex. Ở đây mình giới thiệu đến quý cô chú chị một em Rolex. The Mi vàng hồng 116231, con này là full hộp sổ thẻ nha. 2017 nha quý cô chú chị nha. Con này date 2017. À, cuối đời của thằng 11 nha, 116231 đờ mi hồng. Đây. 2017 nha quý cô chú anh chị nha. Đây 2017. Mát đời luôn. Còn full hộp sổ thẻ tác này quý cô chú anh chị nha. Còn hộp luôn nha. Chiếc này rất là đáng sưu tầm, mặt vi tính hồng, đờ mi hồng mặt vi tính hồng. Đó, dây còn 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22. 22 mắt dây nha quý cô chú anh chị nha. Đây. Nhìn độ đẹp của em đó nè. Không có điểm trừ luôn quý cô chú anh chị nha, không có điểm trừ luôn. Đó. Chiếc này mình giao lưu quý cô chú anh chị và các bạn với giá là 238 triệu nha. 238 triệu cho em Rolex này. Vô cùng đẳng cấp nha. Đó. Con này là mát đời rồi nha, cũng rất là đáng chơi và sưu tầm. Mát đời 11 nha. 2017 nó bắt đầu chuyển qua 12 quý cô chú anh chị nha. Thì nói về 12 thì ở đây mình có tiếp tục một em 12 đờ mi hồng luôn, 126231.
À, quý cô chú chị nha. 126231 đây. Con này là cũng full luôn. Đó, con này là cũng full luôn quý cô chú chị nha. Full luôn để con coi sợ con này bao, năm bao nhiêu ha. Đây, 2019 nha quý cô chú chị nha. Đó, 2019 126 231. Đó, mặt máy đời mới của Rolex. Chữ cốt 70 giờ, mặt sô cô la nha. Mặt sô cô la nha quý cô chú chị nha. Đó. Dây tăng rất là đẹp nè, khỏe khoắn nha, cứng cáp nha. Đó, dòng dây tăng cứng cáp. Đặc biệt nữa là dây tăng thì chúng ta có thể tăng giảm nửa mắt này một cách rất là tiện lợi quý cô chú anh chị. Đó, khi cần ta bấm lại, khi cần ta giật ra nửa mắt ha. Rất là đẹp. Chiếc này cực kỳ đẳng cấp luôn nè. Đó, quý cô chú anh chị xem nha. Đẹp chưa? Đẹp cực kỳ luôn ha. 126231. Đây. Đó. Chào quý cô chú anh chị xem cận cảnh nó nè. Đó, đẹp và đẳng cấp ha. Đây. Chiếc này hiện tại mình giao lưu với quý cô chú anh chị và tất cả các bạn với giá là 250 triệu nha quý cô chú anh chị nha. 250 triệu cho em này. Đó, giá rất là mềm quý cô chú anh chị nha, 250 triệu nghĩa giá rất là mềm. Siêu mềm luôn nè. Đó, 250 triệu. 12 thì còn thẻ mình còn tiếp tục em này nha quý cô chú anh chị nha. 126233. Đây. Mình giao lưu em này với giá 268 triệu nha, mặt sàn nha, cũng 2019. 126233. Đó. Chữ cốt cũng 70 giờ luôn, máy in-house nhà Rolex đẳng cấp cực kỳ nha, chuẩn zin chuẩn hãng từng con ốc luôn quý cô chú anh chị nha, zin từng con ốc luôn đó. Hôm nay còn cũng là rất là nhiều sản phẩm để giới thiệu đến quý cô chú anh chị nữa, đặc biệt hôm nay ở đây mình có một em Rolex xà cừ. À, con này cũng độc đáo nè. Đây, nói tới nói lui thì con này cũng rất là độc đáo. Cái hộp nó đâu rồi ta? À, con này cũng rất là độc đáo quý cô chú anh chị nha. Cái hộp sổ thẻ nó đâu mất tiêu rồi, không biết qua mình trưng bày rồi để đâu người ta, để đâu mất cái hộp của nó. À, để chút xíu mình lục lại nha. Con này là cũng full hộp sổ luôn quý cô chú anh chị nha. À, date 1998, Rolex 16234, mặt số xà cừ sàn lớn, siêu đẹp zin nguyên bản quý cô chú anh chị nha, rất là đẳng cấp nè. Đây, cực kỳ đẳng cấp luôn ha quý cô chú anh chị nha. Con này còn giấy tờ nha. Để nhớ lại coi để cái hộp với nó ở đâu rồi, phải nhớ để lại chứ không để đâu quên là tiêu luôn rồi. Em này mình giao lưu với quý cô chú anh chị và các bạn với giá là 130 triệu nha, 130 triệu cho em này, rất là đẹp đẳng cấp nha quý cô chú anh chị nha, 130 triệu. À, siêu đẹp luôn nha, mặt số xà cừ. À, quý cô chú anh chị xem nha, mặt số xà cừ nè, đẹp chưa. À, dạ dưới ánh đèn nè, xà cừ 5 số nè, con này xà cừ 6 số nè quý cô chú chị nha, rất là khác biệt ha, mỗi con một dòng khác biệt ha, rất là khác biệt. Quý cô chú anh chị nào xem thì cứ vô xem nha, đây rất là khác biệt nha. À, 5 số và 6 số, con này mình giao lưu với giá là 250 triệu luôn nha, mặt số xà cừ thép. Rồi ở đây mình tiếp tục giới thiệu đến quý cô chú anh chị và các bạn một em nữa rất là đặc biệt, một em 16013, dòng 5 số đời đầu tiên, đờ mi vàng 18K, rất là đẳng cấp nè quý cô chú anh chị nha. Hôm nay giao lưu em này rất giá rất là êm, 76 triệu cho em này nha quý cô chú anh chị nha, 76 triệu em 16013 này. Đó, đờ mi 18K nha, duy nguyên bản cả dây khóa luôn, đẳng cấp cực kỳ nha. Dòng Rolex này thì còn kính mica nhưng mà cũng chống nước nha quý cô chú anh chị nha, chống nước nha. Những sản phẩm Rolex thì bán bao đầu 10% nha quý cô chú chị nha. Rolex thì chỉ có 10% thôi. Ở đây còn một em 16014 nữa, mặt số sàn nhỏ luôn, cũng 5 số, zin nguyên bản luôn, niềng vàng trắng nha. Con này cũng 5 số đời đầu. Mình giao lưu con này với giá là 82 triệu nha quý cô chú chị nha. 82 triệu cho số 14 này. Còn rất nhiều sản phẩm nữa ở đây. Đó. 1601 Omega nhiều lắm quý cô chú chị. Nhưng hôm nay chắc mình tạm thời xin dừng ở đây. À, hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn vào clip sau nha. À, cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn. À, hẹn gặp lại, xin chân thành cảm ơn. Chúc tất cả quý cô chú anh chị và các bạn một ngày hay là một ngày mới luôn thành công nha. À, cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại.